Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần một la mã, đó chính là khối đa dựng loài. Thì phần đó chúng ta đã nắm được cái khái niệm như tính chất để chúng ta xác định được đâu chính là cái khối đa dựng loài được, đúng không nào? Và trong thực tế chúng ta đã lấy được các cái ví dụ thực tế, ví dụ như là kim tự tháp ở Ai Cập, hoặc là cái viên kim cương, hoặc là cái khối Rubik, đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 2, đó chính là cái khối đa dựng đều. Khi mà nhắc tới khối đa dựng đều thì các em thấy là các mặt của nó là những cái tứ nhận đều, ví dụ như là tam giác đều, hoặc là tứ giác đều, hoặc là ngũ giác đều, hoặc là lục giác đều, vân vân, được chưa nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau. Người ta định nghĩa như này, định nghĩa cái phần này chúng ta phải ghi giùm thầy vô nha, nó cực kỳ quan trọng em nha. Như vậy thì khối đa dựng đều là khối đa dựng loài nha, nó thực chất là khối đa dựng loài, nhưng mà nó có cái tính chất như sau. Tính chất thứ nhất này, mỗi mặt của nó là một đa giác đều, nhớ là đa giác đều. Đa giác đều đây có thể là tam giác đều, hoặc tứ giác đều, hoặc ngũ giác đều, vân vân. B cạnh ví dụ như là ba cạnh, ví dụ như tam giác đều là có ba cạnh, tứ giác đều là bốn cạnh, ngũ giác đều là năm cạnh, vân vân ha. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng quy mặt. Đấy, các em nhớ không thầy nha. Như vậy khối đa dựng đều như vậy được gọi là khối đa dựng đều loại BQ. Trong đó B này gọi là cái gì? Cái mặt của nó. Mặt của nó gồm có mấy cạnh? Ví dụ như là ở đây nó để đây là số 3 đây. Ở đây nó để là số 3 thì ở đây mặt của nó là có 3 cạnh. Thì đây chính là tam giác đều. Các em hiểu nào? Còn quy ở đây là đỉnh chung, gọi là một đỉnh chung của nó là nó bao gồm có mấy mặt. Cái đỉnh chung, ví dụ thầy lấy ví dụ ở trên hình này cho chúng ta hiểu này. Đỉnh chung là ví dụ thầy chọn cái đỉnh này đi nha. Ví dụ như đối với cái hình này, đây gọi là hình lập phương này. Thầy nói thì chúng ta dễ hiểu này, không đọc lý thuyết suông thì chúng ta rất là khó hiểu. Ví dụ thầy lấy ví dụ như đây là một hình lập phương nha. Lập phương này á thì gồm có mấy cạnh? Các cái mặt của nó là hình vuông, là gồm có bốn cạnh, thì chắc chắn cái chỗ đây sẽ là số 4 này. Các em hiểu nè. Ủa, số 4 này nha. Số 4 là được cái một cái mặt của nó gồm bốn cạnh này. Đây này các em nhìn nè, một cạnh này, hai cạnh này, ba cạnh này, bốn cạnh này. Như vậy cái một mặt của nó là bốn cạnh thì chúng ta điền ở đây là số 4 này. Số 4. Được chưa? Còn cái quy đây sao để xác định được này? Bây giờ giả sử thầy chọn một cái đỉnh này làm cái đỉnh chung của các mặt này, thầy sẽ đếm các mặt này. Một mặt này, cái mặt ở phía trên này em thấy nè, đúng không? Cái đỉnh này này, cái mặt ở bên cạnh này, và cái mặt này nữa này. Như vậy thì cái đỉnh này là đỉnh chung của mấy mặt? Là của ba mặt. Như vậy thì cái quy này thì nó có dạng là 4-3. Như vậy 4-3 thì nó sẽ rơi vào trường hợp cái hình này. Hiểu không vậy trời? Thầy không biết thầy giảng như vậy các em có hiểu không nữa. Tại vì khi chúng ta đọc như này, đọc xuông như này á, là các em thấy rất là khó hiểu. Nhưng khi chúng ta áp dụng vào ở trong một cái hình nào đó thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu ký hiệu, đó chính là BQ. Các em nhớ là B này đó chính là mặt của nó là có mấy cạnh. Mặt ở đây có 4 cạnh, thì ví dụ ở đây là số 4. Cái Q này đó chính là đỉnh chung. Một đỉnh của nó, đỉnh chung nó gồm có mấy mặt? Dù thầy lấy cái đỉnh này thì gồm 3 mặt, 1, 2, 3. Đó, vậy thôi, được chưa? Tí nữa qua phần phía bên trang 16 ta sẽ hiểu không? Phần này các em ghi giùm thầy vào trong vở nha. Từ định nghĩa trên, ta thấy các mặt của khối đa dựng đều là những đa giác đều bằng nhau. Các cái đa giác đều, các cái mặt của nó là các cái đa giác đều bằng nhau. Ví dụ như ở cái chóp tam giác đều này, các cái mặt này, ví dụ mặt bên này, gồm có 3 mặt này. Thậm chí là cái mặt ở đáy này. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta đi sang cái trang 16 em nhé. Thì người ta đã chứng minh được định lý sau. Định lý này cực kỳ quan trọng em nha. Chỉ có 5 loại khối đa dựng đều. Đó là loại 33. 33 đây này. Thầy đã chỉ các em cách đọc rồi. 3 ở đây á là mặt nó có mấy cạnh? Mặt có 3 cạnh này.
Còn ba đây á là gì? Đó chính là một định chung. Một định chung của máy mặt. Một định chung, ví dụ giả sử lấy cái đỉnh này đây. Mặt này, mặt này và cái mặt đáy này nữa. Như vậy định chung của ba mặt. Được chưa? Đấy. 43 thì là hình lập phương đây, đây 43 này. 34 này. 34 là em này. Được không? Đó. Còn 53 này. 53 là máy mặt. Đó, một mặt của nó có 5 cạnh. Một mặt của nó có 5 cạnh. Và một định chung là gồm của máy mặt 3 mặt. Được không? Và cuối cùng là 3 năm. Đó anh đây. Hiểu không? Một mặt của nó là gồm có 3 cạnh, nhưng mà định chung của nó, một định chung của nó là gồm có 5 mặt. Hiểu chưa? Đó, ok. Các hình tương ứng này, phần này ghi vô này. Hiểu chưa? Giờ thầy ghi chỗ đây rõ ràng để các em nắm nha. Ở cái chỗ này 33 này, để mà nắm giùm cái chỗ đây này. À, đầu tiên cái số 3 ở đây này. Số 3 ở đây là thể hiện là gì? Mặt có 3 cạnh, ghi vào trong vở luôn để mà nắm này. Còn cái số 3 ở đây này là đấy chính là gì? Một định chung của máy mặt, của ba mặt. Vậy thôi. Được chưa? Nắm được cái này thì tất cả hình này sẽ nắm được, và những cái số liệu này người ta sẽ nắm được. Hiểu không? Thì cái này người ta tóm tắt ở đây. Ta ghi lại cái bảng này vào trong vở phía dưới luôn thầy luôn. Ghi lại cái bảng này để học này. 33 này, 43 này, 34 này, 53 này, 35 này, tứ diện đều này, lập phương này, bát diện đều này, 12 mặt đều này, 20 mặt đều này. Được chưa? Số mặt là 20 này, 12 này, tương ứng. Hiểu không? Rồi, bây giờ thầy sẽ làm cho các em cái hoạt động 2. Thì khi mà các em đã biết vậy rồi thì hoạt động 2 này cực kỳ dễ này. Cứ đúng chưa nào? Người ta yêu cầu các em là đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều. Bát diện đều là cái anh này này. Đây. Đây. Đã có sẵn cái này. Đỉnh này 6 nè. À, nhìn nó bảng này, số cạnh là 12 này. Còn người ta hỏi số mặt nữa là 8. Bát là 8. Nhưng mà ở đây người ta không hỏi thì thôi. Ok, cũng dễ chưa? Rồi, rất là dễ hiểu ha. À, như vậy thì ở đây, phần này chúng ta sẽ đọc thêm giùm thầy nha. Ví dụ, chứng minh rằng trung điểm các cạnh của một tứ diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều. À, tâm của các mặt một hình hợp lập phương là các đỉnh của một hình bát diện đều. Thì ở đây người ta đã giải rồi cho các em. Chúng thầy sẽ làm cho các em hoạt động 3 nha. Ta đi làm cái hoạt động 3 các em. Ta yêu cầu như đây. Chứng minh rằng cái tam giác IEF đâu rồi? Y đây. Thầy sẽ đánh dấu để các em thấy này. Đó. IEF, IFM. Rồi nó tương tự với nhau các em nhé. Những cái tam giác này là gần như tương tự với nhau. Như vậy thầy sẽ làm cho các em ở cái tam giác IEF này thôi. Còn những cái tam giác này tương tự thì các em sẽ làm tương tự và áp dụng tương tự luôn. Ý xì như vậy nha. Là những tam giác đều cạnh bằng A trên 2. Được không nào? Đấy, ok. Như vậy này. Cái này để chứng minh thì các em sử dụng đường trung bình nha. Thầy gợi ý là đường trung bình. Trong tam giác. Thầy nhắc lại một xíu cái đường trung bình trong tam giác nha. Đây ví dụ thầy có một cái tam giác A, B, C. Ví dụ thầy có Y là trung điểm của AB, F là trung điểm của AC đi. Thì thầy nói cái đường thẳng mà nói cái đoạn EF này. Đây chính là cái đường trung bình
Ví dụ giả sử như A này là độ dài của cạnh BC, thì khi đó chúng ta sẽ nói IF là đường trung bình đúng không? Thì IF này sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với BC, nghĩa là 1 phần 2 nhân với A. Chúng ta sẽ áp dụng tính chất này, chúng ta được học ở chương trình toán học lớp 7 để chúng ta làm đường trung bình. Đường trung bình là đường nối qua trung điểm của hai cạnh đối diện nha, hai cạnh bên đó. Thì bây giờ các em sẽ nhìn nhìn thầy ở cái hình này, thầy sẽ làm và dựa vào cái đường trung bình. Như vậy thì ở đây các em nhìn thầy trên hình trước này, thầy nói xíu để chúng ta hiểu trước rồi chúng ta mới làm được. Người ta đã cho các em là A B C D, đây chính là một cái tứ dựng đều. Tứ dựng đều thì các cái mặt của nó, ví dụ như là ABC, ADB vân vân. Như vậy là các cái hình này là nên là cái tam giác ABC này chính là cái tam giác gì? Tam giác đều. Tam giác đều thì chắc chắn ba cạnh nó là AB này, AC và BC thì nó đều độ dài đều bằng A hết. Giả sử thầy lấy cái cạnh này độ dài bằng A đi. Khi đó Y này, IFE lần lượt là trung điểm của ba cạnh. Không, giả sử thầy lấy cái anh này là AC là A. Không, thì chúng ta thấy này, tương ứng IF, IE và EF lần lượt là đường trung bình. Đúng không? Lần lượt là đường trung bình của cái tam giác ABC. Khi đó chúng ta có này, IF, ví dụ thầy lấy IF đi. Thì IF này thì nó sẽ bằng 1 phần 2 gì? AB. Chứ nó tương tự như vậy, ví dụ thầy lấy IE, IE thì bằng 1 phần 2 BC, EF thì bằng 1 phần 2 AC. Hiểu chưa? Đó, thầy để cái hình lên phía trên nha, chúng ta giải này, ta lập luận một xíu nha. Vì ABCD là tứ dựng đều, nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác ABC đều. Mà khi mà nó tam giác đều thì chúng ta suy ra AB sẽ bằng BC và bằng AC, và đều bằng nó là độ dài của nó đều cạnh A theo cái đề bài người ta đã cho. Tiếp tục mà IEF lần lượt theo đề bài ha là trung điểm của các cạnh AC, AB và BC, nên ta có gì các em? Nên ta có cái gì nè? Ta có IE, IF và EF lần lượt là các cái đường trung bình của cái tam giác ABC. Ta rõ chưa nào? Má gà ở hàng xóm nó bị điên lên la miết. Gà thầy thì thiết rồi nha. Tiếp tục nha. Từ đây chúng ta suy ra IE thì nãy thầy đã nói rồi, nó sẽ bằng 1 phần 2 BC, nghĩa là bằng 1 phần 2 A. Tương tự như vậy thì IF thì sẽ bằng 1 phần 2 AB, sẽ bằng 1 phần 2 A. EF sẽ bằng 1 phần 2 AC, sẽ bằng 1 phần 2 A. Nên ta kết luận hình thầy ở đây là nên cái tam giác IEF là cái tam giác đều cạnh gì? Cạnh nó bằng A trên 2. Và các em sẽ làm tương tự, chứng minh tương tự nha. Chứ giờ mà ngồi mà làm hết tất cả cái tam giác này thì thôi á, cũng lạnh luôn á ha. Chứng minh tương tự. Ta có cái tam giác IFM, IMN, INE, RIF, RIFM, RIMN và RINE là những cái tam giác đều cạnh bằng A trên 2. Được chưa? Thầy thì luôn luôn tuân thủ theo nguyên tắc của thầy, đó chính là dạy theo trình tự và bám sát ở trong sách giáo khoa.
còn các em muốn nâng cao hay là vấn đề gì đó thì các em cứ lên YouTube search, và nếu như cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình thì các em cứ xem, miễn sao nó có lợi cho mình và các em cảm thấy nó hay và nó bổ ích cho mình là mình học à, chứ không cần thiết phải học thầy qua. Thầy nói thoải mái như vậy nha, nhiều lúc thầy bận quá thầy ra không kịp. Rồi ok, ta đi sang phần tiếp theo nha. Rồi chúng ta sẽ làm em hoạt động 4 luôn. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho em cái hoạt động 4 luôn nha. Cho hình lập phương ABCD, A'B'C'D' có cạnh bằng A ở hình B nha. Tí lật lại chứng minh rằng cái mặt AB, AB'C'D' là một tứ diện đều, tính các cạnh của nó theo A. Như vậy thì đây, các cái mặt của cái anh ở đây này, A B phẩy, thấy không? A B phẩy C, thấy chưa? C D phẩy, đây A B phẩy C D phẩy đó. Như vậy thì ở đây các em thấy này, cái hình ở đây là hình lập phương cạnh A, nên các mặt của nó hình vuông cũng là nó cũng sẽ là cạnh gì, nó sẽ là cạnh A. Như vậy thì cái tứ diện A, B, C, D có các cạnh là các cái đường gì? Đây các cái đường chéo này. Đó, thấy đường chéo không? Đường chéo của hình vuông. À, nên các cái mặt bên của hình lập phương của cái, nghĩa là đây là các hình chéo này, các mặt bên nó có các cạnh bằng nhau. Suy ra cái tứ diện này sẽ là tứ diện gì? Tứ diện đều. Còn cái độ dài của đường chéo, cái độ dài đường chéo thì đây sẽ bằng gì? A căn 2 của 2. Biết tại sao? Đây nhìn này, thầy sẽ vẽ ra một cái hình nữa, thầy tính một đường chéo là em sẽ biết. Đây cạnh A, đây cạnh A thì chúng ta sử dụng Pythagore thôi. Ví dụ như đây là A, B, C, D đây. Ở đây tính AC đây, AC bình phương thì sẽ bằng là gì? Ở đây vuông ở D này, AD bình phương cộng CD bình phương. Như vậy AC bình phương sẽ bằng A bình cộng A bình. Thì AC bình phương đường chéo này em à, thì sẽ bằng 2A bình. Từ đây em ta suy ra AC sẽ bằng là căn 2 của 2A bình. Thì cái này đưa ra bên ngoài thì ra được A căn 2 của 2. Thầy tính một mặt ra như vậy để các em hiểu. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy bây giờ chúng ta có thể lập luận được các cạnh nó có độ dài là A căn 2 của 2 nha. Em ghi thầy ở đây là vĩ ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là hình lập phương. Cạnh A. Có đúng chưa nào? Nên các mặt là các hình vuông cạnh A. Như vậy thì cái tứ diện mà chúng ta đang xét tới đó chính là AB phẩy CD phẩy có các cạnh là các cái đường chéo, các đường chéo của các mặt bên hình lập phương đó nè. Nên cái tứ diện AB phẩy CD phẩy có các cái cạnh bằng nhau à, có các cạnh bằng nhau thì từ đây chúng ta suy ra AB phẩy CD phẩy là tứ diện đều, được chưa nào? Như vậy thì cạnh của tứ diện đều cũng rồi nữa đâu. Tứ diện đều AB phẩy CD phẩy bằng độ dài đường chéo của hình vuông. Vuông cạnh gì? Cạnh A, và bằng bao nhiêu?
và bằng a căn 2 của 2. Xong. Nãy thầy đã tính cho các em tại sao bằng a căn 2 của 2 rồi đúng chưa nào? Đây. Nha. À, trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em phần bài tập các em nhé. Chúc em học tốt. Nhớ học thuộc giùm thầy những khái niệm khối đa dựng lồi, khối đa dựng đều các em nhé. Và chúng ta phải nắm được cái bản tóm tắt của năm loại khối đa dựng đều các em nhé. Tứ dựng đều, lập phương, bát dựng đều, 12 mặt đều, 20 mặt đều các em nhé. Chúng ta phải nắm luôn cái số đỉnh, số cạnh, số mặt và cái loại của nó. 33 43 34 53 35. Ok, chúc em học tốt nhé. Bye bye.